Ngân hiểu câu hỏi của bạn rồi. Bạn yên tâm nha, bạn không bị dị ứng đâu mà lo. Tại vì các nghiên cứu á, thống kê chỉ ra rằng cái số lượng mà bị dị ứng với retinol là rất là thấp, rất là hiếm luôn á. Nên những cái chúng ta đang trải qua chỉ là những cái kích ứng ban đầu thôi. Kích ứng là sao? Nghĩa là khi da của mình nó tiếp xúc với một cái thành phần mỹ phẩm mới thì nó sẽ phản ứng hơn bình thường. Và đặc biệt ở đây là chúng ta xài retinol là một cái thành phần dễ gây kích ứng hơn các thành phần còn lại, nên là cái việc kích ứng là không thể nào tránh được. Kích ứng thường nó xảy ra giống như là da của mình bị ngứa nè, bị đỏ nè, chăm chích, mụn nước, hoặc là thậm chí là những cái chỗ mụn viêm của mình nó có vẻ là viêm trầm trọng hơn. Nhưng nó sẽ đỡ sau vài tuần sử dụng nha. Và cái việc đẩy mụn thì Ngân nghĩ là các bạn phải quan sát lại giúp Ngân là đẩy mụn là như thế nào, là những mụn viêm của bạn nó khô lại, nó được đẩy cái nhân lên, hoặc là những mụn mủ nó khô cái còi lại, hay là đẩy mụn ở đây là nó sẽ bị ồ ạt viêm ở những cái vùng mà trước đây chưa bao giờ bị mụn. Retinol này nó có tác dụng với mụn viêm và mụn không viêm tương đương nhau á. Ngân tìm hiểu được là như vậy, nghĩa là nó sẽ không có kích cái mụn ẩn của bạn phát triển thành cái mụn viêm rồi nó mới điều trị mụn viêm, không phải vậy ha. Mụn nào nó trị ra mụn đó luôn á. Và để hết mụn thì các bạn cố gắng giúp Ngân kiên trì qua tháng thứ ba, hoặc là để nhìn thấy kết quả thì các bạn kiên trì qua tháng thứ sáu. Như da Ngân nè, là ở tháng thứ tư thứ năm là vẫn chưa thấy nó hết mụn đâu, nó vẫn còn nha, mà phải qua tháng thứ sáu thì mới thấy là mụn ẩn nó giảm rõ rệt luôn. Cái mụn ẩn là cái mụn cứng đầu nhất, mà qua tháng thứ sáu là Ngân thấy nó hết hẳn luôn á. Và sau này mình cứ duy trì thói quen chăm sóc da để giữ cái da mình nó ổn như vậy, và lâu lâu nó cũng có vài nốt mụn thôi thì cũng rất là bình thường, mình sẽ không giờ bị mụn như trước đây nữa.